Trước thềm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, người dân Hà Nội tới dọn dẹp, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch. Hai ngày cuối tuần vừa qua, đông đảo người dân đã đến nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội để chăm sóc các phần mộ, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và 394 nhân vật từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh. Các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang, các cán bộ cấp cao bao gồm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng mà tang lễ được cử hành theo nghi lễ quốc tang hay cấp nhà nước. Sắp tới sau lễ viếng và lễ truy điệu vào ngày 27 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ được an táng tại nơi đây. Kể từ đầu tháng 7 cho đến nay, hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày nào cũng có người dân tìm về nghĩa trang Mai Dịch, thành kính thắp nén hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bên trong khu mộ liệt sĩ, các dãy mộ được xây thẳng hàng, lát đá xanh, có người quét dọn trông nom hàng ngày. Tại mỗi phần mộ, lọ hoa cũng được thay mới, khuôn viên xung quanh đều luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, 394 ngôi mộ của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang cũng được bố trí dọc theo hai bên tượng đài Tổ quốc ghi công. Những hành động của người dân khiến chúng ta thêm tự hào về truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn những người đã có công và hy sinh với Tổ quốc. Xin phép được thắp một nén hương thơm và kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.